Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2016 và bây giờ là 7 giờ tối. Nhóm phóng viên của Đài Việt TV xin mời quý vị cùng tham dự vào buổi tiệc chay cây quỷ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn để quyên góp tịnh tài xây dựng ngôi chùa mới với tên gọi là Phật Ân tại tiểu bang Kansas. Hãy hiện xin mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Với ước nguyện chân thành trải dài hơn 17 năm, giờ đây duyên lành đã đến. Nhân ngày lễ Quán Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 2 năm 2016 vừa qua, chùa Phật Ân đã thiết lễ động thổ để bắt đầu cho việc khởi công kiến tạo ngôi bảo điện. Tuy nhiên, sự kiến tạo ngôi bảo điện được hình thành tốt đẹp đều phải nhờ vào sự phát tâm ủng hộ của quý Phật tử gần xa. Và trên tinh thần cao quý, dựng xây đạo tràng phụng thờ Tam Bảo, cũng như duy trì mạng mạch Phật Pháp, chùa Phật Ân được quý Phật tử Houston dành sự thương mến, nên đã đến ủng hộ tiệc chay hóa duyên tại nhà hàng Kim Sơn rất đông đủ. Buổi tiệc chay gồm có những chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ đã thương mến chùa và hy vọng rằng tịnh tài quyên góp được sẽ gửi về để trợ duyên giúp chùa Phật Ân tại thành phố Wichita được hoàn thành ngôi bảo điện. Dù xa xôi ở bên Wichita, Kansas, nhưng mà chị Diệu Nhẫn cũng như là ban tổ chức tại Houston, cũng như đồng bào Phật tử tại Houston rất là ưu ái dành cho sư cái sự thương mến. Cho nên phải nói rất là cảm xúc. Thì sư cũng kính lời tri ân chư thượng tọa, chư hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni ở đây đã mở cổ cho buổi tiệc chay quá duyên ở đây của chùa Phật Ân, và cũng như là sư cũng muốn nhắn gửi cái lời gọi là vô lượng tri ân quý Phật tử Houston cũng như là quý Phật tử ở các nơi ở xa mà nghe cái buổi tiệc chay này, tuy không có hiện diện nhưng mà vẫn gửi tịnh tài về địa chỉ của chùa Phật Ân của chị ta để mà cúng dường, cho nên đó là những cái gọi là hạnh phúc của sư lắm. Con tỳ kheo ni kiến nguyện niệm trụ trì chùa Phật Ân tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas. Chúng con rất vui mừng khi được chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni tại địa phương đã hoan hỷ hứa cả cho phép chúng con tổ chức buổi tiệc chay hóa duyên xây dựng cánh điện chùa Phật Ân tại nhà hàng Kim Sơn này. Cái Houston này á là một nơi á là Phật tử rất là có lòng, nên là nơi nào cần á thì á, là Phật tử sẽ đưa tay. Thế nên là chúng tôi nhìn thấy coi bữa nay đông là càng đông càng mừng. Dạ, thì tôi là một Phật tử mà, nên là tôi thấy như vậy á, là có dịp để mình gặp gỡ với nhau, mà vừa lại mình lại được nhiều cái dịp để mà hàn huyên với các bạn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh trong buổi tiệc chay cây quỷ để ủng hộ cho chùa Phật Ân tại tiểu bang Kansas. Ấy Hiền rất là cảm ơn quý vị đã cùng tham dự với Đài Việt TV. Ấy Hiền xin chào, chúc cho quý vị có những giờ phút thật là ý nghĩa bên cạnh những người thân yêu của mình. Xin chào tạm biệt quý vị.